cả mọi người thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các tình yêu về một cái sản phẩm mới của bên em và sản phẩm này thì phục vụ cho các ngày tết này hoặc là các ngày lễ hoặc là phục vụ cho các ngày lễ truyền thống thì rất là hữu ích rất là tốt luôn nha thì thường là một hộp một cái nhãn thì mình có thể ra ngoài chờ hoặc là ra ngoài tiệm siêu thị hoặc là ra ở cái chờ hoặc tập hóa thì có thể là mua được nhưng đó là chỉ là nhám bình thường thôi nha các tình yêu còn đây em bán là một cái nhãn rất 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 là siêu đặc biệt luôn đó là nháng của thái lan Nháng thân tài của thái lan tại sao gọi là tên thân tài các tình yêu biết không thân tài là tại bởi vì là số 79 là tất cả là một bỏ như thế này gồm có 79 cây 79 cây là tương tương cho 79 là số thân tài Như các tình yêu đó là trong tử vi nói luôn đó và em khẳng định 100 phần luôn và hôm nay em tri ân với giá là bao nhiêu đây thường trên thị trường một hộp nháng như thế này này một bỏ nháng như thế này gồm 79 cây với giá là bốn 140 ngàn đó nhưng hôm nay em chỉ tri ân duyên nhất buổi lại hôm nay chỉ cho uh, những uh, em chỉ còn có mấy chục cây mấy chục bón nữa là sẽ hít hàng rồi nên là những ai mà nhấn tay á, thì sẽ được cái giá là ưu đại của bên em gồm là chín mươi chín ngàn một bó nhang như thế này chín chín ngàn một bó nhang không 79 cây với giá là chín chín ngàn và em bao miễn phí ship toàn quốc luôn còn những ai mà muốn đặt đủ ở bên em á, thì sẽ là gồm có là ba chục 30 bỏ đùa như thế này đây Đó, là gồm có là ba hộp như thế này với giá là 100k và phí ship toàn quốc là 30k. Đùa thì là 30 thì là 100 và phí ship là 30. Con nháng thì một cây như thế này này là 79 cây là với giá là 99 k thì thì em giới thiệu cái đặc biệt của cái nháng này luôn là nháng này là giới uh, kinh doanh đặc biệt là những uh, đại gia kinh doanh thì là sẽ luôn sẵn lung với cái nháng này đó và đặc biệt hơn nữa là nháng chạy là sẽ báo xung quanh cái vòng tròn của mình luôn tạo cho mình thế như là một cái đồng xu như vậy đó đó là tượng trưng cho sự ổn định sự may mắn và sự thuận lợi cho làm ăn còn uh, nguyên liệu của cái nháng này á, là bằng than lá cây tự nhiên và đặc biệt là sơ chỉ này rồi là làm cho có mùi quế ở đấy nữa rất là tốt luôn tác dụng là xua đuổi ta khí này tẩy uế làm sạch không khí phong thơ này nó hoàn toàn là không có hóa chất không có dâu không có keo hương luôn và không có lưu huynh luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe luôn và đặc biệt là là nháng này nhập khẩu ở bên Thái Lan 100% luôn em chỉ còn có mấy chục cây nữa thôi đó và loài nháng này là được giới kín tuyến sẵn đón là rất là nhiều luôn là sau khi chạy hết cái nháng này Xong là tạo một cái vòng tròn cho mình liền mệt như là cái vòng tròn đông xú vậy á tương chứng cho sự ổn định sự may mắn sự thuận lợi đó và đặc biệt hơn nữa là cái nháng này của mình này là không có vừa bị bùi này không có vừa bị bẩn này không có dơ này đó mình thập nháng này lên là tạo xuống quấn cái vòng tròn luôn em dơ lên cho các tín yêu xem nha đây này là người ta nói là vờ nhám không có rớt xuống á, là sẽ tai lọc về đây nha của mình này. đó thấy chưa là nó tạo vòng tròn như thế này đấy nó không có bị rớt xuống này và không có bị bám bùi gì hết đó thấy chưa đó, nó nó chạy cho hết luôn là nó tạo một cái vòng tròn không có bị bám bùi gì hết luôn đó và bài số 79 là số thân tai luôn đó đặt nhám này hãy đặt nhám về để cho tiên tai của mình là, và, là, là phấn tai phấn ล้วนเนี่ย Đó, rồi, hai hai một cái nhà như thế này với giá là 99k nè. bạn nào đặt hàng nhân tay để lại số điện thoại sẽ có đơn ạ. Còn tiếp là bỏ đùa. Đùa của bên em mà một bỏ như thế này là gồm có 10 10 cây thì đũa này đặc biệt là không có bị không không có bị móc này hoặc là không có bị rỉ sét gì hết nha. Đùa này là đũa hoàng kim luôn. đấy đúc mà vàng rõ ràng luôn nha, băng vàng này ông ấy luôn rất sáng rất chảnh luôn rất xinh xò luôn đó đặt hàng nhân tay để lại số điện thoại cho em một cái đuổi như thế này này mình đặt trên bàn thơ cũng rất sáng rất chèn này hoặc là mình ăn vào cũng rất sáng rất chèn và đặc biệt là trên này có cái đồ nhảm luôn cả tên yêu này là và mình gặp thức ăn là không có bị bám bẩn gì không có bị rớt nha nó chặt cái thức ăn của mình luôn đó với là giá siêu đại của bên em luôn chỉ có duy nhất buổi live hôm nay mới có cái giá siêu đại nhớ chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và một lần trên trang hội nhóm với nha gồm có này 10 10 bỏ đùa như thế này này đó không có bị móc nó gì hết với lại là rất là an toàn luôn ạ à. đùa rất an toàn rất chắc luôn đó và sử dụng lâu bền luôn dùng mấy năm cũng không có bao giờ bị hư bị móc bị rỉ xét gì hết nha dùng bao nhiêu năm cũng sẽ bền và sẽ mới kín luôn gồm có là ba bỏ đùa với giá ba bỏ đùa là có ba chục đôi với giá là 100k và phí ship toàn quốc là 30k còn những ai mà đặt cho em là sáu bỏ